Các bạn có thể thấy nha, đây là hình ảnh trước khi phẫu thuật của khách và sau khi phẫu thuật. Thì cái thời gian mà mình thực hiện bấm mí thì nó chỉ khoảng chừng vài chục phút thôi đúng không bác ha? Đúng rồi, bấm mí thì khoảng tầm 10 phút thôi. Dạ. Thì đối với trường hợp bấm mí thì mức độ can thiệp của mình rất là nhẹ nhàng thôi nha các bạn nha. Các bạn có thể là thấy nha, vừa phẫu thuật xong hai bên thì nó sẽ hơi sưng nề nhẹ một chút xíu. Nhưng mà nhìn thấy thì rất là đều nhau nha các bạn nha. Đây là hình ảnh trước khi phẫu thuật của khách, nếp mí rất là nhỏ luôn. Như bạn này thì khá là trẻ cho nên là đối với những cái trường hợp bấm mí thì mình sẽ dao động thường sẽ áp dụng từ 18 cho tới 25 tuổi đối với những trường hợp không có da trùng nhiều nha các bạn nha. Chào em nha, nếp mí rất là đẹp luôn. Em có được thấy hình ảnh của mình sau khi làm chưa? Dạ thấy rồi. Em thấy đẹp không? Dạ. Thời gian mới đầu thì khi mà mới làm xong thì nó sẽ còn hơi sưng nha em nhé. Khi mà làm xong thì các bạn điều dưỡng có chườm cho em mà đúng không? Bác sĩ ơi, cho em hỏi là cái thời gian mà để mình chườm á thì mất khoảng chừng thời gian bao lâu hả bác sĩ ha? Mình chườm thì mình chườm khoảng tầm 10 phút là được rồi nhé. 10 phút, dạ. Mình chỉ cần chườm mát trong vòng khoảng 3 ngày đầu tiên thôi. Dạ. Sau đó thì mình cũng không có thiết bị để chườm nữa. Dạ. Và mình phải là không được chườm nóng nhé. Không có lăn hoặc gà hay chườm nóng gì cả, mình chỉ có chườm mát thôi. Các bạn có thể thấy nha, vừa mới làm xong, nếp mí rất là đều, rất là đẹp, chỉ có hơi sưng nề nhẹ một chút xíu thôi. Đối với bấm mí thì cái mức độ mà can thiệp vừa mới phẫu thuật xong thì thời gian cũng khá là ngắn và không có can thiệp nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng giao lưu thêm với khách hàng một chút xíu nha các bạn nhé. Em cho chị hỏi là giống như các bạn khác, cũng hầu như các bạn rất là nhiều bạn có thắc mắc là sau khi mà làm xong á thì có đau hay không, quá trình làm có đau hay không? Trước khi làm mình có lo lắng gì không, thì em có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân sau khi làm để cho các bạn biết được không ạ? Dạ, mới đầu em cũng lo nhưng mà làm xong rồi không có đau, chỉ ê ê xíu thôi. Ê ê như kiến cắn ha. Dạ đúng rồi. Hôm trước khi em làm em có coi cái có một cái đoạn phim ngắn mà nói về cái cảm giác đau khi phẫu thuật thẩm mỹ á, không biết là em có coi cái đó chưa? Dạ, có coi đúng giống như là cái máy thử cũng như là các bạn chia sẻ không, giống như kiến cắn thôi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay. Cảm ơn em đã chia sẻ về kết quả của mình sau khi phẫu thuật xong nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình livestream tiếp theo.